Cái quán này nó ở số 8 Dương Đình Nghệ, thành phố Đà Nẵng, ở quận Sơn Trà bà con nha. Tới Đà Nẵng thì cứ tới số 8 Dương Đình Nghệ. Cũng rất món Hàn Quốc, có cái chảo to, chà bá coi cả mét. Đây món bò sống. Rồi gia chủ mời người ta vô người ta mới dám ăn chứ, gia chủ ngồi im mà ai dám ăn trời. Nhìn em ra mời cái ăn chứ. Có thể gọi rượu chứ nhỉ? Con không uống thì... Ủa con không uống thiệt hả?